Hello các bạn. Hôm nay kinh Mẹo Hay chia sẻ cái cách xác định tâm của một cái vòng tròn. Xác định tâm vòng tròn là một trong những cái việc nó khá thường xuyên trong các cái hoạt động cơ khí, mỹ thuật và nhiều cái lĩnh vực khác. Đôi khi có cái hình tròn nhưng mà chúng ta không biết tâm nó nằm ở đâu. Vậy có cách nào để xác định tâm vòng tròn nhanh, chính xác trên mặt giấy tờ cũng như là trên cái thực địa được hay không? Thì hôm nay Kinh Mèo Hay xin phép chia sẻ ba bốn cách nha để xác định cái tâm vòng tròn. Cách thứ nhất là chúng ta dùng các cái thước thẳng thôi và một cái eke để xác định cái tâm vòng tròn. Trên một cái vòng tròn có sẵn nè, chúng ta chọn một cái đoạn dây cung bất kỳ, tức là một cái đoạn thẳng nó nối từ điểm này sang điểm kia của cái vòng tròn. Và chúng ta chú ý ví dụ như là nên chọn cái số chẵn. Ví dụ cái đoạn này là chúng ta chọn nó khoảng trong cái hình tròn này chúng ta chọn một cái con số nào đó mà nó có thể chia hai cho nó dễ. Đây ví dụ chúng ta chọn 10, đây là tới 12 nè. Đó, canh cho nó ngay điểm 12 nè. Đây, điểm đây là một. Còn nếu mà qua đây một á thì chúng ta chọn bên đây 13. Để chi? Để chúng ta chia hai và dễ xác định cái điểm của nó. Đây, từ điểm này tới điểm này là 12. Tại vì chúng ta bỏ một bên ngoài rồi, 12 thì cái điểm giữa của nó là 6, 6 ở đây là nó thành 7. Đó, nối hai điểm này, đúng ra là kẻ mờ thôi các bạn, không cần làm đậm. Nhưng mà để cho các bạn dễ thấy thì mình kẻ đậm cho chúng ta thấy ha. Đây, cái đoạn dây cung này là nó có cái chiều dài là 12 cm. Rồi sau đó thì chúng ta dùng một cái thước eke hoặc bất kể cái thước nào mà chúng ta đo được một cái góc vuông dựa trên đường đường cung này, dây cung này, nó đặt ngay tâm này, đây. Chúng ta đặt ngay tâm này và chúng ta xác định cái điểm đường thẳng vuông góc với cái dây cung mà chúng ta vừa kẻ. Sau đó chúng ta kẻ cái đường thẳng đó ha. Vậy là chúng ta một đường đã có được một cái đường vuông góc với cái dây cung. Ở một cái góc khác chúng ta vẽ, thực hiện lại cái thao tác đó một lần nữa. Đây ví dụ chúng ta làm bên góc này đi, từ vị trí này cho tới vị trí 13 này, tức là nó cũng bằng 12 phân và cái điểm giữa chúng ta cũng xác định được ngay vị trí này, rồi cũng nối lại, cũng vẽ cái dây cung nối hai cái điểm đó và rồi cũng dùng eke đó hoặc là một cái thước để xác định được cái vẽ được cái đường mà đường thẳng vuông góc với là cái dây cung đó đi ngang qua cái trung điểm của dây cung, xác định đây một điểm nữa thì chúng ta sẽ vẽ được cái đường mà đi qua cái vuông góc này, cái này là vuông góc tới cái đường bên này. Đây đường thứ hai, nghĩa là cách vẽ cái đường thứ hai này cũng tương tự như cách vẽ của cái đường thứ nhất. Và cái điểm giao nhau giữa hai cái đường vuông góc của hai dây cung này chính là tâm điểm của hình tròn. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra lại độ chính xác của nó. Đây là bán kính. Đây hoàn toàn chính xác. Đây. Đây. Như vậy chúng ta đã vẽ tâm hoàn toàn chính xác bằng cái phương pháp này. Rồi, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì nó cũng tương tự như cái cách này mà chúng ta là nói lý thuyết thôi nha, chứ không có thực hành vì nó lâu. Tức là trong một cái hình tròn bất kỳ mình dùng cái viết đỏ để phân biệt. Trong một cái đường tròn bất kỳ chúng ta vẽ một cái tam giác nối tiếp đường tròn. Tam giác này không nhất thiết phải cân hay điều gì cả. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ dùng thước đo để xác định những cái trung điểm của các cái đường này. Rồi là chúng ta sẽ dùng cái eke để vẽ các cái đường trung trực của tam giác. Đây thì phương pháp nó cũng cũng như cái cách vừa thực hiện thôi. Chiều dài này là 11,7. Như vậy chia hai cái điểm khoảng 58 chấm rưỡi, chính xác là điểm này. Tại điểm này nghĩa là chúng ta vẽ cái đường vuông góc nó đi với cạnh tam giác này. Đi ngang qua cái trung điểm và nó thành cái đường trung trực. Chúng ta có một cái đường trung trực.
thực hiện tương tự với cạnh này. Cạnh này thì chúng ta thử đo coi, nó là 130. Như vậy thì cái điểm chính xác của nó là 65 ngay tại đây. Rồi tương tự chúng ta cũng vẽ một cái đường thẳng vuông góc đi qua cái trung điểm của cái cạnh này. Đó, rõ ràng nó sẽ nằm ở đây. Okay. Đi qua đây và đi qua đó. Chúng ta nối cái hai điểm này lại. Đó, đây là điểm giao nhau của các cái đường trung trực của cái tam giác nội tiếp đường tròn, và điểm này cũng chính là tâm vòng tròn. Và cái cách vẽ thứ hai này nó cũng tương tự cách vẽ thứ nhất. Thực ra thì có ba đường nhưng mà chúng ta chỉ cần hai đường thôi, vẽ hai đường trung trực của hai cạnh trong tam giác là chúng ta xác định được tâm của cái vòng tròn rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng một cái cách khác mà các cái bác thợ cơ khí đồ này kia hay sử dụng. Rồi, cách này thì chủ yếu là dùng compa và thước thẳng thôi. Chúng ta chọn một đoạn thẳng, một dây cung tùy ý đi ngang qua một cái góc của cái đường tròn tạo ra hai cái điểm giao. Giả dụ cái điểm này chúng ta đặt là A đi, điểm này chúng ta đặt là B. Thì từ hai điểm này nè, từ hai điểm này chúng ta chọn một cái bán kính nó khoảng bằng 2/3 của cái đoạn AB này. Rồi chúng ta vẽ hai cái nửa vòng tròn mà tâm một cái là tâm B, và cũng giữ nguyên cái đường bán kính đó. Chúng ta vẽ một cái là tâm A. Đó, lúc này chúng ta thấy hai cái nửa vòng tròn này nó có hai điểm giao. Đây, một điểm ở đây và một điểm ở đây. Chúng ta hay dùng thước thẳng nối hai cái đường này lại. Đó, nối hai cái này lại. Thì lúc này cái đoạn thẳng này nó sẽ giáp nhau. Nó giáp với cái đường tròn và ở hai cái điểm. Ví dụ chúng ta đặt ở đây là điểm C và ở đây là điểm D, nó giáp trên cái vòng tròn. Một lần nữa, chúng ta lại dùng hai cái tâm C và tâm D này nè, chúng ta lại vẽ hai cái nửa đường tròn khác với cái bán kính là nó khoảng bằng 2/3 CD. Đấy. Đây, tại tâm C chúng ta vẽ một cái nửa đường tròn. Tại tâm D chúng ta cũng vẽ một nửa đường tròn. Đó, và hai cái đường này nè, hai cái nửa đường tròn này nó cũng giao nhau ở hai cái điểm. Bây giờ chúng ta sẽ nối hai cái điểm đó lại với nhau. Vẽ một đoạn thẳng nối hai cái điểm đó lại với nhau. Và giao điểm của hai đường thẳng được tạo ra, nó chính là tâm vừa ở vòng tròn. Rồi chúng ta kiểm tra thử nha. Rồi chúng ta kiểm tra thử nha. Đây. Đây, tương đối chính xác. Đây. Đây. Đó, tức là tương đối chính xác. Rồi, tiếp theo chúng ta thực hiện cách thứ ba. Đó, cách này nó lý thuyết sách vở một chút, nhưng sử dụng cũng rất dễ. Dựa vào cái lý thuyết á, là cái cung chắn nửa đường tròn sẽ là có cái góc hình vuông bằng 90 độ. Do vậy chúng ta dùng một cái eke đó, và đặt ở cái vị trí bất kỳ. Đó, sau đó chúng ta sẽ vẽ cái góc hình vuông. Sẽ vẽ cái góc hình vuông. Dùng thước thẳng nối dài các cái đường đoạn thẳng đó. Đó, nối hai cái điểm đó lại. Chúng ta sẽ có cái đường kính của hình tròn. Và cái này thì nó thỏa lý thuyết cung chắn nửa đường tròn. Có góc 90 độ, góc này vuông 90 độ. Rồi, chúng ta thực hiện cách thứ hai cũng tương tự như vậy ở một cái góc khác. Ở một cái góc khác, góc hình vuông khác. Góc này chúng ta thực hiện là nó vuông. Và đây là cái điểm cần xác định, đây cũng là điểm xác định. Nối cái đường này lại thì đường này chắc chắn cũng sẽ là đường kính của đường tròn này. Đó, và điểm giao nhau của hai cái đường kính này nó chính là tâm đường tròn. Thì chúng ta thử xác định lại nha, thử đo lại, kiểm tra lại. Đây. Rồi, chính xác nha.
Đây, tương đối chính xác. Đó. Và cách này rõ ràng chúng ta cần dùng cái eke và thức thẳng. Đó, dùng eke đặt ở các cái góc để đo những cái góc 90 độ và từ đó thì nối dài các cái cạnh của cái tam giác vuông đó đến các cái điểm tiếp giáp với đường tròn. Và hai cái điểm tiếp giáp với đường tròn nó sẽ là nối hai cái điểm đó, chúng ta sẽ có cái đường kính. Vì theo lý thuyết thì cái đường đó là đường chắn nửa cung của hình tròn. Và khi mà nó có góc là 90 độ thì nó chính là cái đường kính và nó chắn nửa đường tròn. Thì vẽ hai cái hình y như vậy, chúng ta sẽ có cái giao điểm của hai cái đường kính đó, và giao điểm của hai đường kính chính là tâm của đường tròn. Rồi thì đó là một số cách phổ biến dùng để xác định được cái tâm đường tròn một cách nhanh chóng và chính xác. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào.